Cái đường này là còn là những ngôi mộ trước cửa nhà hết luôn. Cái đầu mới đỡ bà lên dịnh cho bà níu níu vô vậy nè, cái tập cho bà đi tới đi lui. Rồi khoảng một năm sau đó là bà mới đi được mà đi xi cờ que. Dạ chào cô bác quý anh chị, thì hôm nay Bùi Hồ quay trở lại đường nhà của chú Út với cô bác quý anh chị. Thì có nhiều bạn hỏi là tại sao lại chôn người mất ở trước cửa nhà. Thì đây là một cái đoạn đường mà không biết theo phong tục tập quán không biết theo phong tục tập quán như thế nào, nhưng mà cứ mỗi chạy một đoạn một khúc thì cô bác quý anh chị để ý hai bên đường nha, là còn là chôn người mất trước cửa nhà hết à. Đây à, và đây những ngôi mộ trước cửa nhà như thế này nè. Đó, cô bác bên chị thấy không, giống như là người cứ người người sống với lại cái người người mất á, thì sống với nhau luôn á. Đây cô ha, cô thấy đoạn đường này là còn là những ngôi mộ trước cửa nhà hết luôn. Đó, thì có nhiều bạn nói là không sợ nhiễm môi trường hay như thế nào, nhưng mà cái đôi khi là cái phong tục rồi hả cô ha. À, dạ có nhiều người thì ở đây nghĩ là chôn trước cửa nhà như thế này cũng ấm cúng đó. Thôi gần tới nhà có chú đang có mặt tại huyện Chợ Mới của tỉnh An Giang. Và phía trước mặt cô bác quý anh chị đó là hình ảnh của chú Út, người mà trước đây cách đây một tuần và Bùi Hồ có quay về chú có hơn 10 năm. Chú phải nằm bên mộ, ngồi bên mộ vợ của mình hàng ngày để mà đôi khi thì phải hát cho cô nghe. Thì ở trong cái clip trước Bùi Hồ có xưng là chú mà kêu là bà, thì có gì cô bác quý anh chị thông cảm. Và hôm nay thì clip trước thì chú có nói là đi khám bệnh, và hôm nay thì nhân dịp này thì Bùi Hồ cũng phải ghé lại đây thăm chú. Chú Út, cô hôm trước không ngại chú có thấy mình ở trên mạng không, chú con cài này coi. Có thấy... nhỏ cháu đeo qua đưa coi. Chú coi chú thấy sao? Coi mắc cỡ cũng chết rồi. Nhưng mà người ta bình luận á, cô bác quýnh chị bình luận là nó chú Út là rất là chung tình, chắc có lẽ là trên thế giới này là chỉ có một mình chú Út chứ không còn người thứ hai. Dạ cảm ơn. Dạ cái đó là cái đó con nói sự thật. Hôm ngày sức khỏe của chú Út thì sao rồi? Thì cũng đã. Hôm trước thì con nói nhiều về cái tình cảm chung thị của chú Út đối với người vợ của mình. Hôm nay thì con hỏi một chút xíu về cái chuyện riêng tư của chú đó. Thì chú Út ơi, thì cái cuộc sống của mình như thế nào hả chú ơi? Dạ cuộc sống thì cũng đủ ăn. Dạ. Nhín nhúc để đà tẻ. Hiện nay thì cũng... chú lao động như thế nào? Lao động thì nghỉ rồi, lao động không nổi, mà bây giờ mà không nổi nữa. Tiền đâu chú sống? Thì con á, con nó gửi. Mỗi tháng gửi về nhiều tiền không chú? Gửi cũng 1 triệu. Tháng 1 triệu ha? À. Rồi chú hình như là con có qua bên chú, nhà chú là chú lấy buôn bán gì nữa à? Đó, bán và cốc ổi đó. Không là cốc ổi, không là chú có nhậu không? À, có. Có nhậu luôn ha? À, có nhậu, hồi giác sáng với thằng cháu. Oh. Hai chú cháu uống nửa lít. Ngự sĩ. nhậu mua gì chú? Thằng nhỏ nó mua lại 200 gram thịt bò, kêu chú xào đi. Nó nói thôi xào gì ấy, nhúng dầu đi. Hai chú cháu rồi lắc hết nửa lít. Vậy là hết nhiêu tiền? Nó mua chứ con cháu mua chứ mình đâu có tiền đâu bố. Hôm trước nói là cái vai của chú là chú nó lói đây nè. Rồi bác sĩ nói sao? Bác sĩ nó chụp là nó nói nó không thấy gì hết. Dạ. Mà bây giờ thì nó cũng còn hơi lói, nhưng mà mình không biết cái đó là cái gì. Mà mình hỏi bác sĩ thì bác sĩ nó không thấy gì hết á. Thôi không thấy thì mình cũng mừng. Hôm nay thì đến đây cũng gặp chú, cũng ngồi ở đây nữa. Là xuống quanh quẩn ở đây ở thì tối ngày có chỗ này không chứ đâu có đi đâu đâu. Những lúc mà chú đi xa thì chú có nhớ cô không? Nhớ.
phải con cái đi lên chở là bữa trước bữa sau đòi về rồi. Dạ. Ngủ không được. Chú có thể kể cho con nghe cái cảm giác đó được không? Hả? Lúc mà đi xa. Cảm giác đi nó chồng chồng màu sáng rồi đi về. Hỏi gì đâu mình mới lên thì đi về. Đi về không cho tiền. Rồi không cho tiền cũng được nữa. Đưa tao ra xe đi. Dạ. Mà mình đâu có biết đường xá vậy đâu. Dạ. Chở ra xe cái để ngồi ở quán cà phê đó, cái quán cà phê người ta ta chặn xe lại, ta kêu cái mình lên, cái dạ. Đi về. Chứ đâu có biết đường xá gì đâu. Chú có nhiều người cũng nói là chú là một người mà đàn ông chung tình là số 1 luôn á. Nhưng mà người ta nói là phong tục ở mỗi nơi mỗi khác nhau hay sao mà. Dạ. Con thì chạy vô cái đoạn đường này con vẫn thấy là những cái ngôi mộ nó cứ ở trước cửa nhà. Dạ. Là sao chú? Thì đó vợ thấy là đây chôn trước cửa nhà không. Ngày xưa là chú trước cửa nhà là chú thương bà hay là không có đất? Mình không có đất chôn, nhưng mà chôn thì ở Nhị Tỳ thì nó xa. Rồi với phần xa rồi cái mình đi tới luôn hoài à. Chú thì có xe đạp mà chạy đây vô chổng sao quá chạy không nổi. Rồi con cái nó thôi tụi que để cho mẹ con ở đây đi. Rồi cũng đặng gần ba luôn. Đứa nào cũng chịu hết rợ vậy thôi. Không biết thì con quay cái thước phim này lên thì chú có ngại, ồ con cái của chú có phản ứng gì không? Không đó, có gì đó. Dạ. Mặc dù là chuyện riêng tư nhưng mà khi mà quay đây thì Bùi Hồ cũng có hỏi chú Út. Tại đây là cái cá nhân nhưng mà con rất tôn trọng chú. Chủ yếu là nói về cái tấm lòng chung thủy của chú đối với vợ. Thì chú, bây giờ chú dẫn con qua bên nhà của chú để con coi. Đây là chú này. Bán cái này nè hả chú? Đó, có nhiều đó. Đây là rượu. Này. Ngày ăn gì là được, chú lời được nhiêu? 5-7 ngàn. Ba thường mua nhiều không chú? Lâu lâu mới mua. Dạ. Chứ trong đây có mấy cái nhà, bán mấy cái nhà này không hả? TV của chú à, chú bán luôn này luôn hả? Nè, thuốc uống. Trời ơi. Bà đâu chú? Cô đâu chú? Đây nè. Cô bên đây hả? Ừ. Nhà này chú cất lâu chưa chú? Lâu rồi, năm 2000 đó. Dạ. Đó, dạ. Mình buồn mà trong cái ngôi nhà gì thì chú ấy chưa? Dạ. Chú buồn dữ không? Ở một riết mình... rồi quen rồi. Ừ. Không có buồn. Hôm trước thì quay chú nó mọi người, chú ca hay quá. Nói chung là ca hay nhưng mà nội dung bài hát nó đúng với cái tâm trạng của chú á. Dạ. Chú Út thì chỉ sống có một mình thôi cô bác anh chị. Con cái thì đã đi làm xa, hàng ngày thì chú phải sống nhờ vào cái tiền lương con cái của mình lao động để gửi qua cho chú. Con trai Út của chú gửi thôi hay sao? Con trai Út gửi. Tháng nhiêu chú? Tháng 1 triệu. Sống đủ không? Thì nó hơi thiếu nhưng mà mình cũng phải tính toán. Ăn uống mình phải nhín nhút lại. Ngày là thì nó cũng đủ. Tiền. Sáng nay chú ăn cơm gì vậy? Sáng ăn ăn cơm với mà khô. Dạ, mà chú hồi sáng chú làm sương sương rồi mà. Sáng thì không có ăn. Dạ, không ăn sáng. Không có ăn cơm, bị nhậu đó. Dạ. Nhậu rồi đâu có ăn. Thôi chú qua bên đây đi. Chú làm chú ca được bài nào nữa chú ca cho con nghe. ca không được đâu. Dạ. Rồi. Nhớ cô hay sao? Thì có cái chuyện gì chưa kể cho con nghe với. Chuyện gì? Biết chuyện gì đâu. Chú với lại thím á. Bây giờ biết chuyện gì đâu mà kể. Cái kỷ niệm gì đó. Kỷ niệm thì nó nhiều dữ lắm. Ngày xưa chú nhớ nổi. Thím bệnh sao? Thím bệnh tai biến nhưng mà chú nói là thím bệnh tai biến nhưng mà lúc đó thì thím bệnh lâu không? Là bả đi làm. Làm mướn cho người ta. Cái người ta mới chạy xuống cho hay, nó quả bị tai biến té xuống rồi mới mượn té em đi chở anh chỗ mà phải làm mướn á.
rồi nó mượn người em chạy lên chợ. Vậy là thím nhiêu tuổi? Đó bà bốn mấy. Rồi mượn em chở lên. Chở lên rồi nó sốc đem vô bệnh viện. Vô bệnh viện rồi nó bỏ lăn lóc vậy đó. Cái bà chủ qua mới nói thôi chở về đi. Chở về đó. Rồi sáng qua bữa sau mới chuyển qua Long Xuyên. Chuyển qua Long Xuyên là bà hả miệng ra không được luôn. Đó không biết làm sao không kỳ. Méo miệng luôn. Yeah. Rồi ở đó tuần lễ bớt cái cho xuất viện, về cái chạy lên châm cứu, cả 6 tháng luôn. Nuôi 6 tháng luôn hả? 6 tháng luôn. Rồi bà mới rắp tre đó, cặp cái hàng rào nè, thằng ôm bà cái dịnh cho bà từ từ tập bà đi. Ồ, chú làm hàng rào cặp cho cô đi hả? Ở trong này là cái mua cái tre của người ta làm cái xào này là ngang qua vậy nè. Cái bắt đầu mới đỡ bà lên dịnh cho bà níu níu vô vậy nè. Mới tập cho bà đi tới đi lui. Rồi khoảng một năm sau đó là bà mới đi được mà đi xì cờ que. Còn tay thì là không có được gì hết trơn. Sụi lơ luôn. Rồi một thời gian sau nữa mới bệnh, mới qua đời. Là từ ngày lúc mà cô bệnh cho đến là cô qua đời là bao nhiêu năm? Chút. Cũng 10 năm. Cô bệnh 10 năm hả? Bệnh rồi á là cỡ 7-8 năm á, sau mới mất. Vậy là một mình tay chú là nuôi cô 7-8 năm luôn hả? Với hai đứa con. Là lúc đó nó còn nhỏ, nó ở nhà ba cha con để làm. Sáng thì chú đi chợ, mua đồ ăn về nấu cơm, hai thằng con đi làm, rồi chú mới đi lại làm. Làm rồi cái tới ăn cơm về thì về ăn cơm, rồi ăn cơm xong rồi đi làm nữa. Rồi ba cha con đi làm để nuôi vợ chú? Ba cha con làm. Để ấy tiền nuôi cho cô? Gần 10 năm luôn. 7-8 năm. Lúc đó là cô ăn cơm đúc hay sao chú? Không, còn tay. Còn tay. Hồi lúc ấy, lúc mới về cả chừng 2-3 tháng là đúc. Bây giờ là bà liệt một bên. Còn tay này thì bà ấy bà khều được. sao chú không đưa cô đi trị vật lý trị liệu? Lúc đó cũng khổ, cũng đâu có tiền đâu mà biết mà đi. Là chỉ có mà chăm cứu ở đây hả, chăm cứu là từ thiện đó. Ta chăm cứu thì mỗi buổi sáng thì trả lên chăm xong rồi trả về, rồi mua thuốc uống thêm. Sau đó thì cô với chú bây giờ còn đất, có đất ruộng gì không? Không có một cục nào hết. Không có cục nào. Không. Chú có hai người con gái, một người con trai. Hai thằng con trai. Yeah. Còn đứa gái lớn có chồng có con hết rồi. Chỉ có còn người Úc là năm nay nhiêu tuổi chú? 32. Ôi cũng lớn ha. Cũng có hiếu đưa chú mỗi tháng được 1 triệu. Mỗi lần chú gặp con là thấy đôi mắt của chú kể lại thấy nó bùi ngùi à. Hôm nay cũng nhậu chưa xỉn lắm, chưa hát được hả chú? Chưa, nhậu có anh sĩ vậy. Bình thường là tủ lượng chú là bao nhiêu? Hồi lúc trước á, thì nhậu nhiều cả nửa lít, còn bây giờ bệnh cả anh sĩ một hả? Dạ. Chứ không dám uống nhiều. Thường xuyên nhậu không chú? Tại con cháu vậy nhậu, bữa nay nhà mời nghỉ, 2-3 ngày mới nhậu. Dạ. Uống chút xíu nghỉ thôi hả? Đám tiệc gì cũng vậy. Dạ. Vô uống chút xíu rồi về. Con thấy là nhà của mình là mấy cái mái tôn này là lợp, là chú lợp lâu chưa? Mái tôn này lợp cũng 2-3 năm nay rồi. Ồ, chú tự lợp cũng hả? Ờ. Con chú gửi tiền gì lợp hay sao? Ông anh rẻ ông cho. Ông lại ông thấy lại cái
cái cây bãi cây tre mà cao su mà nó mục đấy hết rồi. Rồi cái ổng thấy vậy ổng mới cho tiền, ổng nói thôi mày làm nó đi cho tiền riêng ấy cho nó thoáng mát. Cho hết tiền lúc đó, hết tiền rồi. Lúc đó đâu có tiền. Cũng nhờ ổng. Ổng cho tiền. Ổng cho mua đồ cho tiền. Dạ. Ơi. Cô này mua đồ. Cô thử mua đồ của chú không? Mua quà gì? Hàng sớm. Nhiêu chú? Hả? 3,000. 3,000. Ở nhà bên đây là của mình luôn hả chú? Dạ, nhà đây có nhỏ con gái. Dạ, gái chú đi làm chưa? Nó đi làm Tết mới về. Dạ. Thì Tết nó về có 5-7 bữa rồi, qua Tết rồi đi là năm sau có Tết rồi nó mới về. Hàng sớm ở miền Tây là vậy đó cô bác với anh chị. Thấy cũng thu nhập có ra có vô vốn đâu chú mở chú bán. Thì con nó gửi tiền về đó mình dính nhú cái mình mua. Dạ. Thì bán nhà nào hết cái có tiền mình đi mua nữa. Mỗi ví dụ bịch muối 3,000 là chú lời được nhiêu? Lời được 1,000. Ở ngoài chợ bán 2,000 ha. Ngày vậy là được 50,000 không chú? Đồng với chứ. Được 50,000 làm giàu. 50,000 đâu cần con gửi tiền ha. Hôm nay con đến đây đó thì trước tiên là con cảm ơn chú chia sẻ. Có nhiều người, rất là nhiều người thương cái hoàn cảnh của mình. Dạ. Về, có gửi lời hỏi thăm sức khỏe chú, chúc chú sức khỏe mà nói là khen chú là người đàn ông trên thế giới có 102 chung tình. Cảm ơn. Dạ, cái đó là con thay lời của cô bác của chị ở trên mạng á. Dạ. Cái thứ nhất con thay mặt cho anh Hoàng gửi cho chú một chai dầu để mà anh Hoàng ở Mỹ á, gửi cho chú chai dầu để chú sức những khi nhức mỏi. Dạ. Ha. Rồi cảm ơn mà chú Hoàng. Rồi thứ hai là con gửi cho chú 500,000 đồng. Này là của con. Để cho chú thôi đi, bổ đồ thôi đi. Chú bán thôi đi. Không, cái này là con gửi cho, ủng hộ cho chú. Này là chú đồ bổ đồ chú bán mà chú vậy là cảm ơn chú nhiều nha. Mà lâu lâu làm sĩ cũng được. Chú sao giờ hát được chưa, nãy giờ nói giờ làm thêm câu nào được khuyến mãi cho người ta. Vậy là bữa nào hôm nào hai chú cháu mình con qua thăm chú rồi chú hát. Rồi. Chơi sao giờ? Rồi để hôm nào đi. Dạ. Thôi hôm nay thì con đến đây con thăm hoàn cảnh của chú cũng như tìm hiểu về cái mình gia đình của chú á. Dạ. Thì để mà coi sức khỏe chú như thế nào, hôm trước con cũng nghe nói chú bệnh. Thì dạ. Con chúc chú sức khỏe nha. Dạ cảm ơn. Chào cô bác quý anh chị, hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau ha.